Sao mình mở ở đây Long Chuyên? Dạ cũng mới. Chị tưởng là trước đây là chị hay mua ở bên Tin á. Tin nó có chi nhánh đồ nhiều cửa hàng á. Quay đồ. Chị quay đồ. Dạ. Chị đang quay cái áo sau lưng của em. Giới thiệu.